Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Kiến và Dế Mèn. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Mùa thu đến, đàn kiến cặm cụi kiếm thức ăn, còn Dế Mèn thì suốt ngày vui chơi. Một ngày, Dế Mèn hỏi kiến: "Sao các bạn làm việc suốt ngày thế?" "Chúng tôi tích trữ lương thực đấy." Dế Mèn tiếp tục rong chơi. Mùa đông đến, Dế Mèn không kiếm đâu ra thức ăn. Đói quá, nó tìm đến nhà kiến. Đàn kiến đang cùng nhau ăn uống vui vẻ trong ngôi nhà ấm áp. Dế cất lời: "Các bạn kiến ơi, tôi đói quá, cho tôi ăn với." Đàn kiến nhìn Dế Mèn, chị kiến lớn nói: "Vào đây ăn cùng với chúng tôi đi." Khi ăn uống xong, chị kiến lớn nhẹ nhàng nói: "Dế Mèn à, muốn có thức ăn thì phải chăm chỉ lao động." Dế Mèn đã hiểu ra, và khi mùa xuân đến, Dế Mèn vui vẻ cùng đàn kiến đi kiếm thức ăn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!